Chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn lúc này khoảng 10 giờ. Tôi đang ở trong cái phòng ngủ của mình. Và ngứa chân, ngứa tai, muốn đi ra ngoài để thực hành thuật kể chuyện. Bây giờ thì tôi sẽ chuẩn bị đồ nghề để đảo quanh một vòng ghi hình kể chuyện. Mang dài. Bây giờ thì là kiếm cái áo trồng vô. Đeo vòng mắt Phật chải đầu, lấy theo cái kiến. Tôi đang dùng kỹ thuật ghi hình để kể chuyện. Lúc này tôi có ý định sẽ rảo một vòng đi vào ngã nhà thờ để ghi hình kể chuyện, mang theo cái túi đồ nghề. Trong đó có đủ thứ những cái trợ cụ cần thiết để chụp hình. Đây là cái phone giúp cho chúng ta có thể tạo ra nhạc, và dĩ nhiên là cái mát. Kiểm tra đầu thì có nón, tai thì có vòng mắt hoặc bịt miệng, mắt kiến nhìn xa. Cái phone dùng để phát ra tiếng nhạc. Túi đồ nghề, chân là dài. Như vậy thì tôi sẽ lên đường với hai cái phone, một cái phone ở trên tay và một cái phone cố định lên đường. Tôi đã ra ngoài. Bây giờ đi thẳng lên, quẹo phải. Tôi sẽ vào nhà thờ chợ quán qua ngã sau. Vừa đi vừa ghi hình. Nhớ nha, đừng có gài cửa lại nha. Lên đường. Đây là con đường dẫn ra đường hẻm Trúc Giang.
hay là đường hẻm 120 Trần Bình Trọng. Nếu đi theo con đường này thì tôi sẽ ra đường Trần Bình Trọng và vào nhà thờ Châu Quán ở ngã trước. Còn nếu đi theo con đường này thì tôi sẽ vào nhà thờ Châu Quán qua ngã Sào. Đây là Tịnh Xá Từ Đức. Ở đây chưa mở cửa. Tôi sẽ đi theo con hẻm này để vào nhà thờ Châu Quán qua ngã Sào. Ở đây người ta đặt rất nhiều những bồn bông để làm cảnh dọc theo bờ tường. Đây là nhà thờ giáo xứ Chợ Quán. Cửa sau không có mở cửa. Thành ra tôi sẽ trở lại để vào nhà thờ qua cửa trước. Ở đây người ta trồng rất nhiều những cây khế, cây mọng dọc theo bên hông thì có rất nhiều những cây dùng để làm cảnh, nhiều cây cho hoa rất đẹp. Tôi đang thả bộ trên đường hẻm gọi là đường hẻm Trúc Vàng. Đi theo đường hẻm này thì tôi sẽ ra đường Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng. Và theo đường Trần Bình Trọng thì tôi sẽ vào nhà thờ Chợ Quán. Tôi đang thả bộ ra đường Trần Bình Trọng, đi qua các cái bích báo hướng dẫn người ta có một cái cuộc sống lành mạnh. Đây người ta trồng rất nhiều những cái cây cảnh ở trước nhà. Chỗ này cũng có bài bán trái cây đu đủ, chuối. Tôi đã ra đến đường Trần Bình Trọng. Đường Trần Bình Trọng buổi gần trưa. Ở đây là tiệm sửa xe gắn máy. Trước thì chỗ này có bán thịt heo, bây giờ thì chưa thấy bán. Đối diện là một trường dạy tiếng Anh, Apex Leader, dạy chương trình ESL, English Secondary Language, dùng cho những người coi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai.
Nếu đi theo đường này thì tôi sẽ ra đường Nguyễn Trãi. Tôi đang đi về hướng nhà thờ. Nhà thờ họ đạo Chợ Quán. Đây là nhà thờ họ đạo Chợ Quán, Church of Chợ Quán Parish. Ở đây bạn thấy có hai cái cây dầu rất là cao. Cửa lớn thì đóng lại, nhưng mà bên hông có mở cửa nhỏ. Tôi sẽ đi vào qua cửa nhỏ. Theo con đường này đi thẳng vào giáo đường, cây tháp chuông cao vút in bóng trên cái nền trời xám. Thời tiết lúc này ở đây thường nhiều mây, do đó ít thấy nắng. Những cây dầu rất là to, thân rất là cao, cao vút. Nhìn lên trên bạn thấy mây lởn vởn, gió đưa mây bay. Trong nhà thờ vắng vẻ, ít bóng người. Sau ngày giãn cách, hôm nay là năm Tây, tức là ngày thứ năm, thì mọi sinh hoạt dần dần hồi phục. Tôi vào đây để lấy hình cho câu chuyện kể của mình. Chào. Tôi đã có mặt ở khuôn viên bên trong nhà thờ họ đạo Chợ Quán. Trong khuôn viên của giáo đường buổi trưa vắng vẻ, tôi vào đây để ghi hình kể chuyện. Cảnh sắc trong nhà thờ rất đẹp. Vào đây có thể ghi được rất nhiều hình. Từ cửa đi vào giáo đường,
kể chuyện là một cái thú. Kể chuyện mà ghi hình lại càng có những câu chuyện sinh động hơn. Tôi sẽ đảo vòng vòng để tìm cảnh tự mình ghi cho mình những cái cảnh hình rất là sinh động. Ở đây những cây cây cao kiển cao to đã ôm. Tự mình chụp cho mình những cái chùm hình. Đây là ông mường và lúc này đã quá 10 giờ, thành ra các cái bông đều đã tép lại. Bây giờ thì tôi sẽ đảo quanh một vòng, tự mình tìm cảnh để ghi hình. Tôi cho cái phone bay lượn như một con diều lúc lên cao và lúc xuống thấp. Lúc thì lại gần, lúc thì ra xa. Với sự bay lượn của các phone background, tức là cái ảnh nền nó quay chung quanh tôi. Tôi sẽ quay chung quanh mình một góc 360 độ để bạn nhìn thấy khuôn viên trong nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán buổi gần trưa. Lúc này trời rất là oi bức, nắng hôi hôi vì hôm nay là một ngày nhiều mây. Đây là qua 10 giờ. Lúc này đã gần 12 giờ. Do đó qua 10 giờ đều đã khép lại. Hai bên đường dẫn vào giáo đường là hai hàng cao.
giáo đường với tháp chuông cao vút. In bóng trên nền trời nhiều mây. Ở đây buổi trưa rất là yên vắng. Nhiều người vào đây tranh thủ nghỉ ngơi. Bên ngoài là đường Trần Bình Trọng. Trần Bình Trọng là một đường ngang hướng Tây Bắc. Bây giờ tôi sẽ đi ra phía bên hông của nhà thờ để lấy hình. Trước mặt là cái cửa chính thông ra đường Trần Bình Trọng. Hai bên là những hàng cây cao kiển cao to. Ở đây bạn sẽ gặp rất nhiều những cây thông to lớn, nói lên đây là một vùng đất cũ, một vùng đất lịch sử lâu năm. Ở khuôn viên của nhà thờ là trường tiểu học Trần Bình Trọng có hai khu, một bên là A và một bên là B. Đây là cửa vào giáo đường. Ở đây có rất nhiều những chậu sứ rất đẹp. Những chậu cây kiển tô thêm sắc đẹp cho cái cửa vào của giảng đường, của giáo đường. Bên kia là đại sảnh mới xây trong thời gian gần đây, kiến trúc cửa vòng cung, kiến trúc Gothic tương thích với kiến trúc của nhà thờ. Nhìn lên trên cao vút là tháp chuông, bạn thấy ánh mặt trời chói chang, nhưng bên dưới đầy mây, mây đang trôi cuồn cuộn. Còn những cây dầu to tàn rộng tạo bóng mát ở trên mặt đường. Cảnh buổi trưa yên tĩnh thanh bình. Những chậu bông kiển được chăm sóc, được tưới tươi, lúc nào cũng có hoa để tô thắm cho cảnh sắc của giáo đường. Đây là khuôn viên của nhà thờ họ Đạo Chợ Quán. Buổi gần trưa, do nạn đại dịch thành ra
khuôn viên buổi trưa cũng vắng vẻ. Đây là được con đường ở bên hông nhà thờ. Tôi vào đây để ghi hình. Bây giờ thì tôi sẽ không thể vô được trong. Con chó sủa dữ quá. Giờ đây thì nhìn thắt luôn. Nếu để thánh giá nguyên thực sự là trong lòng. Tôi sẽ đi theo con đường ở phía trước để về nhà. Có nghĩa là tôi sẽ theo đường Trần Bình Trọng ra đường Nguyễn Trãi, theo đường Nguyễn Trãi về nhà. Tôi sẽ chụp vài tấm hình. Chuyện chụp hình chỉ là một cái nhấp nháy. Phải rất quen lấy hình, chúng ta mới đưa hình vào cái tầm ngắm. Chụp được những tấm hình rất đẹp. Đây là cảnh khuôn viên. Bây giờ thì tôi sẽ ra đường Trần Bình Trọng, rồi ra đường Nguyễn Trãi và theo đường Nguyễn Trãi
về nhà. Đây là cây bàng. Cây bàng còn nhỏ. Lá bàng thì rất là to, xanh mướt, không giống như ở Quincy, miền Đông. Nước Mỹ một năm thì có bốn mùa rõ rệt. Ở đây chỉ có hai mùa nắng và mưa, do đó lúc nào cây cũng xanh tốt. Nhiều loại cây cho hoa, những nụ hoa màu vàng. Đây là loại hoa dây leo, do đó nó bắt dựa vào thân cây leo lên rất cao. Và chúng ta thấy những chùm hoa vàng cao vút ở trên ngọn của cây bàng. Khuôn viên nhà thờ họ Đạo Chợ Quán. Bây giờ thì tôi sẽ ra đường Trần Bình Trọng và về nhà. Tôi đang đặt cái điện thoại ở ngay tâm của cái khuôn viên nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán. Và tôi sẽ quay cái điện thoại ở góc 360 độ. Vừa ghi hình vừa quay cái điện thoại. Tới chỗ thấy cảnh sắc đẹp thì bấm vào nút volume để chụp lấy hình vào trong máy. Chụp hình là một kỹ thuật lý thú. Tôi đang quay cái phone một góc 360 độ. Ngày nay kỹ thuật lấy hình rất đơn giản, chỉ cần chúng ta tìm được hình đúng thì bấm vào cái nút volume là chúng ta đã chụp được cái hình. Và hiện nay cái máy đang vừa ghi hình vừa chụp hình.
ta bấm một cái là lấy được một tấm hình. Chuyện rất là đơn giản. Như vậy là tôi đã quay cái phone của mình một góc 360 độ để bạn thấy cảnh sắc khuôn viên nhà thờ Chợ Quán buổi gần trưa. Bây giờ thì tôi ra đường Trần Bình Trọng. Tôi đang thả bộ ra đường Trần Bình Trọng. Lúc này cửa lớn đã đóng, chúng ta chỉ vào ra qua cửa hông. Từ cửa lớn đi thẳng vào giáo đường qua cửa chính, hai bên là hàng cây dầu kiển, tháp chuông cao vút nằm giữa hai hàng cao, in bóng trên nền trời. Tôi đã ra đường Trần Bình Trọng. Đây là Church of Chợ Quán Parish, nhà thờ họ đạo Chợ Quán. Cổng chính nằm dưới hai cái hàng cây dầu cao to. Đây là vùng đất lâu năm, một vùng đất cũ. Bây giờ thì đi theo hướng này, tôi sẽ ra đường Nguyễn Trãi, quẹo phải về nhà. Tôi đang ở trước cổng nhà thờ họ đạo Chợ Quán. Và dùng cái phone để ghi lại cảnh con đường Trần Bình Trọng buổi gần trưa. Đây là nhà thờ họ đạo Chợ Quán. Con đường Trần Bình Trọng buổi gần trưa. Trước mặt là ngã tư Nguyễn Trãi Trần Bình Trọng. Đèn đỏ ở đây, đèn đỏ có hệ thống số đếm ngược. Nhìn vào bảng số chúng ta sẽ biết lúc nào
sẽ đổi đỏ ra xanh. Tiệm sửa xe gắn máy. Tiệm tạp hóa. Quen gọi là tiệm tạp hóa Tám Gà. Đã mở cửa lại. Bên kia cái khu được dùng để làm chợ của phường. Đường này là Nguyễn Trãi đi về hướng chợ lớn. Đường này là Nguyễn Trãi đi về hướng Sài Gòn. Tiệm hủ tiếu Nam Giang Tân Lạc Viên. Đèn đỏ thì xe dừng lại. Mỗi lần đổ đèn thì xe tuôn ra như tổ ong. Nhiều tiệm đã mở cửa. Dọn son cũ đón son mới cùng Lily để ghi lại cảnh con đường Trần Bình Trọng buổi gần trưa. Đây là nhà thờ họ đạo Chợ Quán, Church of Chợ Quán Paris, tức là thuộc trường phái Pháp. Hai cây dầu rất là cao. Con đường Trần Bình Trọng buổi gần trưa. Trường dạy English ESL, dạy cho những người mà thay vì ở đây học ESL qua Mỹ khỏi học. Đây là đường Nguyễn Trãi buổi gần trưa. Nhiều cửa hàng đang chuẩn bị mở cửa. Đây là tiệm Barbie Shop chuyên bán đồ trẻ em. Bên kia là thời trang của người lớn. Ở đây là trạm xe bus. Xe bus 68. Đứng ở đây chúng ta sẽ chờ xe chạy qua khu chế xuất Tân Thuận. Hướng chạy xuống sẽ tới bến xe Chợ Lớn, quận 5. Bạn thấy những người mẫu đã bắt đầu đứng chào hàng.
những bộ đồ rất đẹp. Treo bảng giảm giá. Tiệm Kiến 81A Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, bán sỉ và lẻ. Xe trên đường Nguyễn Trãi chạy về hướng Sài Gòn. Facebook chuyên bán đồ chăm sóc cái face, tức là cái mặt. Bạn thấy phía sau của nhà tôi ở đây có cây mận. Căn nhà này người ta sẽ xây lên một cái tòa nhà cao 6 tầng. Tôi tiếp tục theo đường Nguyễn Trãi đi đến hẻm 69. Ở đây thì bạn thấy rất nhiều những cửa hàng thời trang quen thuộc. Nhiều cửa hàng đã mở cửa. Tiệm đồ led Adam Store. Tiệm bán đồ chơi trẻ em My Kingdom. Dương Quốc đồ chơi. Ở đây bán những đồ chơi trẻ em cao cấp. Giờ hoạt động bên kia là Thế Giới Di Động, dĩ nhiên là bán máy tính, điện thoại, laptop, các cái phụ kiện. Những tiệm sửa xe đã mở cửa lại, nói chung là rất là đắt khách. Bây giờ thì tôi đi theo con hẻm nhỏ để về nhà mình. Tôi đang thả bộ trong hẻm để đi về nhà. Quẹo phải. Đến cuối hẻm, quẹo phải. Tôi sẽ vào nhà qua cửa hông. Đây, tôi đã về tới nhà.
căn nhà. Tôi đã vẽ kiểu và xây mấy chục năm trước. Ở đây có cửa hồng. Cửa hồng đã khóa, tôi sẽ trở lại cửa trước. Vào nhà, chuyện đầu tiên là sát khuẩn. Tôi đã về tới nhà. Đầu tiên là chúng ta sát khuẩn. Giống như ở quê đi ra ruộng về nhà chân lắm bụng xịt, chúng ta phải rửa cho nó sạch sẽ. Thời buổi này cẩn thận vẫn là tốt hơn. Kết thúc câu chuyện, chào, hẹn gặp lại.